Nguyên Bảo nè, Thủy Tiên được biết là Nguyên Bảo là một người rất là thích đọc sách, nhưng mà không biết là với công việc bận rộn như thế này thì Nguyên Bảo sẽ dành thời gian đọc sách như thế nào ạ? Ừ, thì lúc mà còn là sinh viên thì Nguyên Bảo rất thích đi mua sách về đọc hoặc là đi thư viện. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì thú thật với Thủy Tiên cùng với tất cả quý vị khán giả là chỉ được cầm cuốn sách để đọc vào thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong tháng. Còn bình thường thì Nguyên Bảo hay lướt web hoặc là đọc sách qua ứng dụng điện thoại. À, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta không có nhiều thời gian thì việc đi mua sách và đọc sách cũng trở nên là ít đi, đúng không ạ? Vậy thì Nguyên Bảo và quý vị biết không, tại thành phố Hồ Chí Minh có một người đàn ông đã dành hơn cả nửa cuộc đời mình để cho việc đọc sách, và đặc biệt hơn, ông được mọi người mệnh danh là vị bác sĩ của sách. Câu chuyện về ông tin chắc sẽ làm cho quý vị cảm thấy thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây nhé. Trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, có người thợ già tỉ mẩn vuốt đi vuốt lại mép dán trên ghế sách. Tôi tên là Võ Văn Rạng, sinh năm 1960. Xưa mình có khoảng năm khoảng năm 80. Rồi đi học chung với bạn, nhà bạn nhưng mà có mở cơ sở đóng sách. Thế mình qua chơi, mình thấy sách vở nó ai mà đóng cho mình học, cái này giấy nó mình mở sách mới thôi 10 giấy mình thích. Cái qua mình qua phụ nó làm, qua nhà nó phụ, nên mỗi lần chiều đi học về qua chiều qua phụ ba má nó làm sách, để tự mình biết thích nghề này luôn. Từ năm 1978 đến nay, ông Võ Văn Rạng trung thành với nghề đóng sách. Những quyển sách cũ, mới qua tay ông đều được khoác vẻ ngoài tươm tất với sự nâng niu, trân quý. Ông Võ Văn Rạng vốn bị dị tật ở chân do sốt bại liệt lúc nhỏ và chọn nghề đóng sách cũ để mưu sinh. Thứ giá trị nhất trong nhà ông Rạng là đóng sách cũ cùng mớ đồ nghề. Những cuốn sách chất đầy các ngóc ngách. Chiếc bàn làm việc của ông được kê ngay cửa, gần đó là một chiếc máy cắt giấy cổ lỗ sĩ. Hầu hết các công đoạn đóng sách đều được ông Rạng thực hiện thủ công. Ông có thể đóng gáy theo kiểu của người Hoa, nghĩa là ráp từng tép sách nhỏ lại, xếp chồng lên nhau, rồi may tay lại bằng chỉ cho thật chặt. Người không biết cách gỡ sợi chỉ đóng gáy sách có thể sẽ mất cả ngày để thực hiện thao tác này. Nhưng vì thuần thục, ông có thể gỡ chỉ của một cuốn sách độ chừng 15 phút. Có nhiều sách đó, nó theo thời gian nó bị mục nát trơn á, rồi người ta dán băng keo tùm lum hết trơn, có thành ra mình cũng từ từ mình tháo ra hết, sắp xếp nó lại rồi mình dán lại, mình phục hồi từ từ. Rồi có cái là để mà coi được thôi chứ không có giữ lại thôi, chứ nó rách nát trơn à. Nhiều sách như cái bánh tráng khi mình mở nó kỹ, tại nó thời gian bị lão gì nhiều, nó xin qua lão quá trơn, từ đóng mà giữ kỷ niệm cũng được. Ngoài một số nguyên liệu phục vụ cho việc đóng sách như là bìa cứng, giấy dán phải mua ở chợ, ông Rạng tự nấu loại hồ dán bằng bột sắn có màu trắng đục sền sệt. Một cuốn sách ông đóng trong khoảng vài ngày đến một tuần, tùy độ hư hại của từng cuốn. Trung bình tiền công cho mỗi cuốn sách chỉ từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng, tùy theo độ dày của sách. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, ông Rạng được nhiều người biết đến như là bác sĩ của sách. Hiện nay tìm khắp Sài Gòn, người biết cách tháo sách, đóng theo kiểu cũ để phục hồi nguyên trạng gần như chỉ còn ông Rạng. Ông có thể phục chế hầu như mới nguyên cuốn sách. Trước tiên là mình sách cũ thì mình đi tháo cái tháo sách ra, mình bấm thắt tháo từ ra, xong mình sắp xếp từng tờ trang lại, xong rồi mới dán hồ lại, rách nào rách mình dán, xong rồi mình bồi rách này như cái này mình bồi vô nè, bồi lại xong rồi bắt đầu mình may. Nay xong nó khô, mình mới cắt bìa cứng, mình làm bìa cứng, là bọc sim ly lên. Tùy, một ngày cũng có, ba ngày cũng có. Nó không có là liền, xong nó khô như để làm tiếp, rồi nó khô để làm tiếp. Thành ra mình cũng đừng có quan trọng nó làm gì hết. Cứ thế mà làm, tính như cái này khô, chuyện nó khô, mai làm nó, trong thời gian khô mình làm cái khác. Hiện tại, người chơi sách cũ thưa dần, dần già, chỉ còn ít người quan tâm đến sách xưa. Trừ những người lớn tuổi còn hoài niệm với kỷ niệm hoặc người chuyên sưu tầm sách cổ. Quả thật so với ngày trước, nghề đóng sách hiện nay cũng bị quên lãng. Họ đóng thì có thể nhiều khi là đóng để cho nó nghiêm chỉnh lại cuốn sách, có khi là đóng lại cho đóng bìa mới, đóng bìa cứng, bìa da, mạ chữ vàng. Đó, thì cái nghề đó thì bây giờ nó cũng nói chung lại là nó sót lại cũng còn một số thì cũng có nhiều khi họ làm cuốn sách lại là nó cuốn sách họ nó nát nát
nát bét à, nhưng mà họ làm lại là đẹp lắm, cắt xén lại, đó là cái để lưu giữ cho những người họ đọc, họ đọc sách để làm tài liệu. Cũng cảm thấy nó hơi buồn là cái này ít cái ai mà đóng sách lại mở cơ đóng sách, bây giờ kinh doanh thị trường cái đây trường mở ra thì người ta kiếm sống được là người ta làm, mà không thấy ai làm nghề này chưa là một cái mình biết là có thể thời gian nó đi chậm lại rồi, với lại bây giờ internet nó mạnh quá, không có ai đọc sách kinh sách, bây giờ đọc trên mạng thôi, thành ra cũng những cái thời gian có thể nó sẽ bị mai một dần nghĩ cũng hơi tiếc nói trước, để lo mấy được mấy người bán sách cũ á, chỉ rồi may những cái đơn giản để mà bán thôi, chứ còn ít cũng thích, người ta cũng chính con cháu mình nên nó cũng thích, mà cũng tỉ mỉ là tụi nó thích, tụi nó làm nghề khác lẹ hơn, kiếm tiền lẹ hơn. Nhìn nông Trạng cầm cùi trên từng trang sách cũ phai màu, những cuốn sách tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi nay lại được hồi sinh mà thấy chạnh lòng. Dù cũng có những bộ sách ông không cách nào xóa hết vết ố vàng, vết thâm ngã màu thời gian, nhưng chính sự khéo léo từ đôi tay của ông luôn giữ được cái hồn của sách nguyên bản.